mời các anh theo chúng tôi lên phường. Mẹ kiếp. Đầu hàng đi. Có bản lĩnh đến mà bắt. Thằng con chết tiệt. Đồ khốn. Báo cáo, đối tượng cầm đầu đã trốn thoát. Đang bầu em đi cẩn thận thôi. Anh biết chỗ này ngon lắm. Ok ạ. Cẩn thận. Mơ ơi, em có sao không? Để tao cho mày theo nó lúc ra. Đi. Vợ. Vợ ơi.